Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ công bố xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 với người dân địa phương. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và huyện Văn Yên cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 10 năm qua, xã Tân Hợp đã huy động lồng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng. Đến nay 100% tuyến đường huyện, trục xã và các tuyến đường trục thôn xóm liên thôn đã được cứng hóa, hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt gần 39 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 2% theo tiêu chí cũ. Trong thời gian tới, xã Tân Hợp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Tân Hợp trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt 91 năm qua, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng tặng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được dự lễ công bố xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới, cũng như chung vui cùng đồng bào các dân tộc xã Tân Hợp nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng chính tinh thần đại đoàn kết các dân tộc đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Cùng các đồng chí trong đoàn công tác, chúng ta đều biết là tinh thần đoàn kết của dân tộc có một sức mạnh và ý nghĩa rất là to lớn. Vì đại đoàn kết mà đất nước ta là một đất nước nô lệ bị xâm lược đã trở thành một cái nhà nước công nông đầu tiên ở vùng Đông Nam châu Á. Vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước của chúng ta đã đánh được hai kẻ thù xâm lược rất là hùng mạnh, đó là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất tổ quốc. Vì đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta vượt qua được những khó khăn, vá lằn những vết thương của thời kỳ chiến tranh, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, ngày càng phát triển, ngày càng giàu mạnh, càng văn minh, mà như đồng chí Tổng Bí thư có đánh giá là chưa có bao giờ đất nước của chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Và vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta hiện nay cùng chung sức, đồng lòng tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ có ích để làm sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương đất nước của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Điều đó đúng với cả quốc gia, đối với địa phương và đối với xã của chúng ta thì nó lại thể hiện rất là rõ. Chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hợp khi địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, thu nhập của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy.
đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước sự nỗ lực quyết tâm vượt khó vươn lên đối với một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như xã Tân Hợp. Tôi thấy đó là những cái kết quả và những con số rất là ấn tượng. Vì tinh thần đại đoàn kết mà đồng bào ta từ đồng bào Dao, đồng bào Tày, đồng bào Thái, đồng bào Mông, đồng bào Kinh hòa hợp gắn bó với nhau, chúng ta đã có nhiều mô hình để đoàn kết người dân với nhau, từ mô hình trồng quế, mô hình chế biến cây gỗ rừng trồng, rồi đó là mô hình đó là giúp nhau cùng làm vượt nghèo, và chúng ta đó là có những cái đóng góp rất là quan trọng đối với sự phát triển của xã. Tôi nói hôm nay cái thành tích mà tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới có sự đóng góp rất là tích cực, thiết thực của các cô, các bác, của bà con. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tư cách cá nhân cùng các đồng chí trong đoàn công tác, tôi xin gửi đến các cô, các bác, các anh, các chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cũng như tỉnh Yên Bái cần phát huy những kết quả đạt được, không bằng lòng chủ quan với những gì đang có. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận biểu dương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả quan trọng. Niềm vui lớn nhất là mỗi lần được trở lại, được gặp lại các cô, các bác thì thấy rằng đó là niềm vui nó nhiều hơn. Cũng nhân dịp này tôi cũng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong thời gian vừa qua thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức cái cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã có nhiều cái kết quả rất là thiết thực, rất là cụ thể, nhiều mô hình rất là hay, rất là sáng tạo của Ủy ban Mặt trận các cấp, của Ban Mặt trận các thôn, các xóm, và mong rằng là chúng ta sẽ phát huy cái kết quả đó trong cái thời gian tới. Tôi cũng đánh giá rất là cao cái lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, huyện Văn Yên, xã Tân Hợp của chúng ta để làm sao kết quả trong thời gian sắp tới nó đạt được kết quả cao hơn, tốt hơn nữa. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe các cô, các bác, các anh, các chị. Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp và tặng quà 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của xã. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng tặng quà cho 10 hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Tân Hợp. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 6 thôn và 10 hộ gia đình tiêu biểu của xã Tân Hợp trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc sản chủ lực của xã Tân Hợp và của huyện Văn Yên. Chỉ tính riêng 2 năm 2019 và 2020, huyện Văn Yên có 15 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn OCOP và dự kiến đến hết năm 2021 sẽ có thêm từ 6 đến 8 sản phẩm.
Với việc gắn kết và lồng ghép hoạt động phát triển các sản phẩm OCOP với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đang khẳng định bước đi đúng đắn và hiệu quả trong xây dựng thương hiệu bền vững cho sản phẩm, tạo sức cạnh tranh lớn trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng bền vững. Bản thân cảm thấy là bộ mặt của xã cũng như cả toàn huyện, toàn tỉnh thì thay đổi rất là nhiều, xây dựng rất nhiều các công trình và xây dựng rất nhiều các tuyến đường hoa, đời sống vật chất của nhân dân thì được nâng lên rõ rệt. Cũng trong dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng tham gia các trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Tày, xã Tân Hợp. Người dân của trong thôn Hạnh Phúc thì ngày hôm nay đến dự với lại buổi lễ thì cũng đã rất là vui mừng phấn khởi và đến dự từ buổi rất là sớm để được gặp mặt và đón các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đây là động lực để cho cán bộ đảng viên và nhân dân của xã nói chung sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để đạt được những thành quả cao nhất. Tỉnh huyện công nhận là nông thôn mới, chúng tôi rất là phấn khởi. Ngày đoàn kết của toàn dân thì được trung ương tỉnh đến tham dự là chúng tôi rất là vui mừng. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh đến dự động viên chung vui ngày hội đại đoàn kết với bà con nhân dân xã Tân Hợp là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tiếp tục thắp sáng thêm ngọn lửa đoàn kết, củng cố thêm niềm tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Chương trình xin chuyển sang các tin tức thời sự đáng chú ý khác vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Công an tỉnh Yên Bái đại diện cụm thi đua số 3 Bộ Công an đã tổ chức khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ. Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tới dự. Ngôi nhà có diện tích hơn 100m² với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, trong đó 8 đơn vị trong cụm thi đua hỗ trợ 120 triệu đồng. Công an thị xã Nghĩa Lộ đóng góp ngày công xây dựng tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho gia đình thiếu tá Cầm Văn Thanh, hiện là trưởng công an thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại buổi khánh thành, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đại diện cụm thi đua số 3 Bộ Công an cho biết, trong những năm qua với tinh thần tương thân tương ái và thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đơn vị triển khai, trong đó việc xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình của cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các đơn vị trong cụm thi đua số 3 Bộ Công an tích cực hưởng ứng. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình cán bộ chiến sĩ thuộc diện chính sách, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Xác định cam là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, nên thời gian qua các hộ dân ở Lục Yên đã đầu tư cho cây trồng này nhằm nâng cao năng suất và giá trị. Hiện nay đang vào thời điểm cam vinh chín rộ, vì vậy tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung thu hoạch để cung ứng cho thị trường. Hiện nay huyện Lục Yên có 400 ha cam vinh tập trung ở các xã như Mường Lai, Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Liễu Đô, thị trấn Yên Thế. Qua thống kê của ngành nông nghiệp huyện, năng suất đạt 10 tấn trên 1 ha, sản lượng cam toàn huyện ước đạt 4.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay giá cam vinh còn thấp so với những năm trước đây, vì vậy thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn cây giống chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đặc biệt để đảm bảo thị trường tiêu thụ giữ vững giá trị của cam vinh. Huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con phát triển các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả, đồng thời xây dựng các kênh thị trường thông qua các hội chợ, tiếp thị, quảng cáo, xúc tiến thương mại, có chính sách khuyến khích các công ty ký hợp đồng với các hộ trên địa bàn huyện thu mua sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa nghị quyết của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Trải qua các vòng thi cấp cơ sở và cấp huyện, ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc tham dự hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Yên Bái năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nội dung, mục đích, ý nghĩa cũng như những điểm mới của hội thi lần này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, có thể nói là hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và cấp huyện của tỉnh Yên Bái năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Trong đó thì đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc tham dự hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh. Qua theo dõi thì đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng các thí sinh tham dự hội thi năm nay ạ? Qua theo dõi 12 đảng bộ cơ sở tổ chức cái hội thi thì chúng tôi đánh giá rất cao cái chất lượng của các cái thí sinh năm nay. Các cái thí sinh được giải nhất, giải nhì ở cấp cơ sở cơ bản là đều hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ tuyên truyền viên và báo cáo viên ở cấp cơ sở. Khi lựa chọn thì cũng rất là khó khăn trong cái lựa chọn giải nhất, giải nhì, giải ba, nhưng cuối cùng thì cũng đã lựa chọn ra được 12 cái đồng chí rất là xuất sắc và 12 cái chủ đề rất là phong phú để tham gia vào vòng chung kết của tỉnh vào cuối tháng 11 năm 2021 này. Mục đích của hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021 cũng là năm đầu triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vậy hội thi năm nay có những nét gì mới thưa đồng chí? Cái điểm mới đó là thứ nhất là cũng sau nhiều năm chúng ta chưa tổ chức được do cái điều kiện của Trung ương cũng như của tỉnh, nên là sau khoảng gần 3 nhiệm kỳ chúng ta mới tổ chức được hội thi báo cáo viên ở cấp tỉnh với quy mô lớn và rộng như bây giờ. Thứ hai là khi tổ chức thì phương pháp tổ chức của cuộc thi lần này cũng hết sức đa dạng. Ngay từ khi có cái chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương thì chúng tôi cũng đã tiến hành ngay cái việc triển khai các cái kế hoạch từ cấp cơ sở, tức là thi từ cấp xã. Và như các đồng chí đã biết thì tỉnh Yên Bái chúng ta gần 180 xã phường. Thì quan điểm đầu tiên chỉ đạo là tất cả các xã đều tổ chức các cuộc thi từ cấp xã, sau đó là lựa chọn để lên cấp huyện. Tuy nhiên do cái tình hình dịch bệnh Covid và cũng điều kiện cụ thể do cái tỉnh miền núi chúng ta rất nhiều xã ở vùng sâu vùng xa, nên là có một số huyện thì cũng đã tiến hành thành thi cụm xã. Nhưng tóm lại thì cấp xã thì cũng rất thành công để lựa chọn lên cấp huyện. Đấy là cái điểm mới thứ hai. Cái điểm mới thứ ba là về cái đối tượng. Thì những năm trước thì chúng ta chỉ dừng lại cái đối tượng báo cáo viên. Năm nay thì chúng ta mở rộng lên cả đối tượng tuyên truyền viên. Toàn tỉnh chúng ta thì có khoảng gần 300 báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện. Nhưng đối tượng tuyên truyền viên thì có tới khoảng 1.500 người. Cho nên đây là cái đối tượng không thể đứng ngoài cuộc của cái cuộc thi này được. Nên là năm nay đã mở rộng tới tuyên truyền viên. Cái thứ tư là chúng ta đổi mới về nội dung. Nếu như năm trước chúng ta tổ chức theo cái hướng chỉ đánh giá chất lượng nghiệp vụ báo cáo viên là chính, thì còn cũng không đi sâu vào những nội dung của các thí sinh lựa chọn. Nhưng năm nay thì ban tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện cũng đã có cái chỉ đạo về chủ đề. Chủ đề năm nay bắt buộc chúng ta, các thí sinh tham gia phải bám sát vào nghị quyết đại hội 13 và bám sát vào nghị quyết đại hội 19, cũng như là bám sát vào đại hội cấp huyện của các cái địa phương trong tỉnh. Và như thế thì cái chủ đề rất rộng, rất phong phú, rất đa dạng. Một cái lĩnh vực có thể được đề cập ở nhiều góc độ, và một cái chủ đề thì được đề cập ở nhiều cái đảng bộ, cũng như là một thí sinh thì có thể tìm hiểu rất nhiều cái nội dung để mình lựa chọn trong quá trình tham gia hội thi của cấp huyện, cấp tỉnh. Một vấn đề mới nữa mà chúng tôi rút ra đó là cái nội dung đổi mới về cái quy mô, hình thức tổ chức hội thi. Thì như lúc đầu tôi đã nói là hội thi sẽ tổ chức từ cấp xã và hình thức chủ yếu là sẽ theo chỉ đạo là sẽ thi trực tuyến, nhưng có những nơi đã do tình hình Covid cũng đã thi thành cụm xã là một, hai nữa là có những cái hình thức thi mang tính chất lựa chọn ghi hình, sau đó là ban giám khảo chấm qua bằng hình, và một số nơi thì có thể áp dụng được cái hình thức thi trực tuyến do cái tình hình Covid. Cho nên là rất nhiều đảng bộ có sự sáng tạo, ví dụ như huyện Văn Yên, ví dụ như huyện Lục Yên, là các thí sinh đã tổ chức tự ghi hình, ghi băng, xong rồi gửi cái băng hình đó về ban giám khảo cấp huyện để tổ chức tham gia vào cái vòng chung kết của cấp huyện. Và các thí sinh ở xa thì cũng được tạo điều kiện để mà tiếp cận với tất cả những cái thông tin mới nhất để làm tài liệu tham khảo trong quá trình lựa chọn cũng như là chuẩn bị cho phần thi của mình ở cấp cơ sở. Để hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai công tác chuẩn bị hội thi như thế nào thưa đồng chí?
Và từ cái thành công của cấp cơ sở thì ban tổ chức cấp tỉnh cũng đã rút ra được nhiều cái bài học quý trong quá trình chỉ đạo cho cái vòng chung kết đạt kết quả. Ví dụ như là hình thức thi thì cần phải phong phú, đa dạng và lồng ghép nhiều cái hình thức áp dụng công nghệ thông tin vào trong cái cuộc thi để đảm bảo làm sao nó hấp dẫn, nó thuyết phục. Cái thứ hai là các cái chủ đề hội thi thì chúng tôi cũng lựa chọn là làm sao chủ đề phải hết sức phong phú, đề cập tới mọi lĩnh vực, và chỉ qua 12 cái bài thuyết trình của 12 thí sinh thôi nhưng sẽ tạo nên được một cái phong cách, một cái đề tài hấp dẫn trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cũng như là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Và qua cái đề tài này thì chúng tôi thấy rằng là điểm mới năm nay và cái chỉ đạo năm nay của chúng tôi là nó tập trung vào một cái chủ đề hết sức là được xã hội và nhân dân quan tâm, đó là chủ đề hạnh phúc. Đại hội 13 cũng nói đến phồn vinh và hạnh phúc. Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh cũng nói đến phấn đấu tỉnh trở thành tỉnh hạnh phúc. Thì đây chủ đề cũng đã được nhiều thí sinh lựa chọn, là chúng tôi ưu tiên lựa chọn nhiều hơn để làm sáng tỏ thêm một cái khái niệm rất mới, một cái nhiệm vụ rất khó khăn trong cái nhiệm kỳ này. Và trong quá trình chỉ đạo chúng tôi cũng thường xuyên rà soát nắm tình hình, đôn đốc các đơn vị đăng ký dự thi để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia. Một vấn đề nữa là trong quá trình nhận và chấm các cái đề cương thì năm nay ban giám khảo cũng rất là chặt chẽ, chấm chéo và có chấm theo đề cương và có thảo luận mạn đàm những cái đề cương mà còn có những cái nội dung chưa rõ để làm sao khi đưa ra kết quả là đảm bảo thống nhất và đạt kết quả cao nhất. Và cuối cùng thì cái sự phối hợp giữa các cơ quan trong cái ban tổ chức tôi cho rằng năm nay phối hợp rất tốt. Các cơ quan tuyên truyền, đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình Báo Yên Bái không chỉ làm tốt cái vai trò trong quá trình phối hợp tổ chức cuộc thi thành công mà còn đã có cái sự chỉ đạo rất là chặt chẽ, rất là bài bản công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm. Cho nên là cái kết quả cuộc thi từ cấp xã cho đến cấp huyện đã được tuyên truyền sâu rộng và với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đem đến cho nhân dân những cái cảm xúc rất là mới về các cái chuyên đề cũng như các cái chủ đề qua các hội thi. Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Việc ban hành quy định này cũng như các quy định kết luận mới đây về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đang nhận được sự quan tâm, theo dõi, đồng thuận của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này. Quy định số 41 mà Bộ Chính trị vừa ban hành nêu rõ, cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ, kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ, không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm từ chức. Đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo báo cáo cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ đề xuất việc cho miễn nhiệm từ chức. Cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét thực hiện việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo quy định này. Xung quanh vấn đề này, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao. Gần đây thì đã có cái Bộ Chính trị đã ra một cái quy định về công tác miễn nhiệm từ chức, và tôi theo bản thân tôi nghĩ thì đây là một công tác rất cần thiết. Việc từ chức và việc miễn nhiệm là chuyện bình thường, và quan điểm của tôi là tôi rất ủng hộ về cái quan điểm về vấn đề từ chức và miễn nhiệm đối với cán bộ đảng viên, mà đặc biệt những cán bộ đảng viên năng lực yếu, những cán bộ yếu năng lực yếu, tư cách đạo đức chưa hoàn thiện thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Trong quy định số 41 có 6 căn cứ xét miễn nhiệm, đó là các trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút, không thể đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm,
vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác. 4 căn cứ được xem xét từ chức đó là do hạn chế về năng lực hoặc không có đủ uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được sao, để cơ quan đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng, có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc miễn nhiệm cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc. Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. Vừa qua là có cái quy định về cái miễn từ chức, miễn nhiệm. Đấy là cái đấy là chúng tôi thấy là rất là phù hợp với lòng dân. Nói chung là đường lối chính sách mà học với trên con đường xây dựng mà phát triển bây giờ ấy, cũng cần phải có cái quy định như thế. Ngay chúng tôi, ở dưới chúng tôi cũng là từ cái cấp gọi là thấp nhất đến những cái được các đồng chí lãnh đạo to nhất mà cảm thấy là mình do sức khỏe, do trình độ, năng lực không phù hợp, không thể làm nhiệm nữa thì cũng nên là từ chức. Đông đảo các tầng lớp nhân dân Yên Bái cho rằng quy định số 41 của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong lựa chọn cán bộ có đủ đức, đủ tài để gánh vác trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Nhân dân cũng cho rằng cán bộ lãnh đạo quản lý không còn đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí công tác thì nên chủ động xin từ chức mà không cần hết nhiệm kỳ hoặc trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ. Đây cũng là một cái để cho cán bộ đảng viên chúng ta nhìn vào vấn đề thực tại. Bởi vì làm sao? Nếu anh không làm được mà anh vào cái vị trí ấy để được hưởng cái quyền lợi mà, thì tôi thấy là cái đấy đảng viên chúng ta không nên. Chúng ta phải nhận thức được bản thân mình ấy. Và cái này là đây nó là đạo đức ấy. Đấy. Thế cho nên là chúng tôi rất là ủng hộ. Việc ban hành quy định số 41 từng bước mở đường hình thành văn hóa từ chức đối với cán bộ mắc khuyết điểm. Văn hóa từ chức rất quan trọng, cán bộ nào thấy mình không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì chủ động từ chức, không chờ cấp trên phải ra quyết định xử lý. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc thực hiện quy định số 41 cũng là điều kiện để mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý soi dọi bản thân về trách nhiệm đối với vị trí được bổ nhiệm. Nếu tự nguyện xin từ chức để cho đảng vững mạnh hơn thì đó chính là một phương thức ứng xử có văn hóa giữa cá nhân đối với tổ chức, đơn vị mình. Bộ Chính trị vừa rồi ra một cái quy định mới về công tác cán bộ, thì phải nói rằng là đối với dư luận của chúng nhân dân và đảng viên ở cơ sở thấy đây là một cái sách lược, một cái chiến lược tầm vĩ mô của đảng rất là cấp bách và cần thiết. Chúng tôi nhận thức thấy rằng là cái quy định này nó rất phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế của quốc gia mình, để làm sao đưa cái tầm quốc gia mình lên xây dựng một cái quốc gia hiện đại mà với một cái đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ thật sự là vừa hồng vừa chuyên, đảm bảo về chất lượng. Đa số các ý kiến cho rằng trong điều kiện thực tế hiện nay nên xem việc miễn nhiệm từ chức là chuyện bình thường. Bởi nếu chúng ta đặt quá nặng việc này sẽ dẫn đến việc sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo vì sự phát triển chung. Với những quy định cụ thể từ quy định số 41, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tự nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đó là phẩm chất, giá trị, uy tín của người cán bộ lãnh đạo trong thời đại mới hiện nay.